Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Australia thông báo nước này đã đạt được nhất trí với tập đoàn đóng tàu Naval của Pháp về khoản bồi thường có trị giá lên tới 830 triệu đô la Australia, tức là hơn 580 triệu đô la Mỹ, liên quan đến việc Canberra hủy bỏ hợp đồng mua tàu ngầm trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ hồi năm ngoái. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định tập đoàn Naval đã đồng ý với khoản bồi thường công bằng và hợp lý này để chấm dứt hợp đồng giữa hai bên. Ông Albanese cũng cho biết sự nhất trí trên đạt được sau khi ông có cuộc thảo luận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tân Thủ tướng Australia bày tỏ sự cảm ơn với nhà lãnh đạo Pháp vì cách giải quyết chân thành giúp giải tỏa căng thẳng trong quan hệ song phương liên quan tới vụ việc này. Năm ngoái, Australia đã rút khỏi hợp đồng trị giá hơn 60 tỷ đô la Mỹ mua 12 tàu ngầm chạy bằng diesel với tập đoàn Naval từ năm 2016 để chuyển sang hợp tác với Anh và Mỹ trong dự án tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, một phần thỏa thuận trong liên minh AUKUS đã được lãnh đạo ba nước nhất trí. Tập đoàn Naval cho biết đã gặp tổn thất không nhỏ về mặt tài chính. Vụ việc này cũng đã gây ra những căng thẳng ngoại giao giữa Australia và Pháp.